Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ đến từ Gia Bảo Luxury. Trên tay tôi đây là một mẫu đồng hồ đến từ nhà sản xuất Roger Dubuy. Và có lẽ chúng ta nên dành một chút thời gian để nói về thương hiệu Roger Dubuy này. Thương hiệu Roger Dubuy được thành lập vào năm 1995 bởi người nghệ nhân cùng tên Roger Dubuy. Dù là non trẻ nhưng ông lại là một người có rất nhiều kinh nghiệm. Bằng chứng đó là mẫu đồng hồ đầu tiên của Roger Dubuy là một mẫu đồng hồ mang theo âm hưởng của một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Dưới cái tên Roger Dubuy thì thương hiệu này đã phát triển rực rỡ vào đầu thế kỷ thứ 21 cho đến tận năm 2008. Biểu tượng của thương hiệu này là những chiếc đồng hồ có hình vỏ gối, cushion nhưng mà lại được bo gọn tại góc và gọi chung bằng những mẫu Sympathy. Song song với những thiết kế trong bộ sưu tập Sympathy là những mẫu đồng hồ với tên gọi là Homemade, thiên về trường phái cổ điển, truyền thống nhiều hơn. Và đóng góp của Roger Dubuy là rất lớn bởi việc ông đã đem đến nhiều bộ máy đồng hồ được phát triển và sản xuất in-house hoàn toàn. Rõ ràng, những thương hiệu non trẻ đều có thể tự đi mua bộ máy từ một bên khác rồi lắp ráp, chỉnh lý hoặc thêm thắt module. Còn việc tạo ra một bộ máy đồng hồ in-house thì sẽ chứng minh được thực lực của thương hiệu đó. Và Roger Dubuy chính xác là một nhà sản xuất đồng hồ đích thực. Duy có một điểm tiếc nuối, đó là trong năm vừa qua, tức năm 2017, chúng ta tiếc nuối chào tạm biệt nghệ nhân Roger Dubuy khi ông qua đời ở tuổi 80. Và tiếp theo video này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu, khám phá về mẫu đồng hồ trên tay tôi đây. Nằm trong dòng sản phẩm chính Homemade của hãng thì mẫu đồng hồ này sở hữu dáng tròn cổ điển trong chất liệu vàng trắng đã được đánh bóng chạy chuốt từ vành bezel cho đến phần nắp sau hay là càng nối dây vắt cong nhẹ ở đây. Với đường kính 40mm cùng với bề dày chỉ khoảng 8mm, mẫu đồng hồ này sẽ phù hợp với khá nhiều dáng cổ tay của người Việt Nam. Kết hợp với bộ vỏ khung bằng vàng trắng, nhà sản xuất sử dụng mặt số đen được thiết kế theo kiểu dáng quân đội, cùng với những chi tiết đậm nét rõ ràng bên trong. Như thế nào là một mật số quân đội thì tôi có thể liệt kê. Đó, toàn bộ số giờ dập 3, 6, 9, 12 cùng hệ thống vạch chia phút dáng cây gậy ở xung quanh đều được in đậm bằng chất phát quang màu trắng nổi bật, dễ nhìn. Có nghĩa là một chiếc đồng hồ quân đội sẽ là một chiếc có cặp số chỉ giờ kích thước lớn và buộc phải sử dụng chất phát quang. Đơn giản, rõ ràng, chính xác có lẽ là điều mà chúng ta có thể nhận định ngay khi nhìn vào mặt số của mẫu đồng hồ này. Hoàn thiện cho vẻ đẹp đầy nam tính của mặt số mẫu đồng hồ này chính là hai kim giờ và phút được đặt tại trung tâm. Thiết kế đầu kim của kim giờ khá là độc đáo. Đầu mũi kim giờ là hình tam giác thiết kế dạng quét và được điểm lên trên chất phát quang thế hệ mới. Bên trong của chiếc đồng hồ này là bộ máy RD caliber 57 và chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở phía sau nhờ nắp lưng được trang bị một lớp kính sapphire trong suốt, rotor với chi tiết logo được khắc bằng vàng tinh tế ở trên đây. Được biết mẫu đồng hồ Roger Dubuy này có mức giá bán lẻ là 6.000 USD. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.